Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và viết vuông. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 1, đó chính là định lý Pythagore và định lý Pythagore đảo ha. Ta đã nắm được về phần lý thuyết rồi. Về phần định lý Pythagore thì chúng ta thì nhớ ông thầy là bình phương cạnh huyền sẽ bằng là tổng bình phương hai cạnh vuông, đúng không nào? Còn nếu trong một tam giác mà chúng ta chứng minh được tổng độ dài bình phương mà bằng độ dài của một cạnh bình phương thì nó sẽ là tam giác giác vuông. Như vậy trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập em nhé. Ta sẽ đi sang là bài số 1 em. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vuông tại A nghĩa là độ dài cạnh huyền của nó sẽ là bao nhiêu? Đó chính là BC đúng không? Đây, ABC vuông tại A thì chúng ta hình dung là cạnh huyền của nó sẽ là cạnh BC. Ở đây người ta cho em ví dụ như ở cái hình này, người ta cho em BC và AB, nghĩa là người ta đi tính AC. Câu A này, ta ghi là áp dụng định lý Pythagore trong cái tam giác ABC vuông tại A có. Như vậy thì theo công thức của chúng ta thì bình phương cạnh huyền là BC bình phương. Ta nên ký xuất phát từ đây trước nha. AB bình cộng AC bình. Mục đích ở đây chúng ta cạnh còn thiếu đó chính là cạnh AC, nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cạnh AC bình phương sẽ bằng BC bình phương trừ cho AB bình phương. Các em hiểu không? Như vậy thì BC bình phương ở đây sẽ bằng 17 bình phương trừ đây cho 8 bình phương. Sẽ bằng 225. 225 thì thằng này là bằng 15 bình phương này. Suy ra AC chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 225 sẽ bằng là 15 cm. Không tin thì chúng ta bấm. Được chưa? Chúng ta ghi câu B. Câu B ở đây người ta cho các em AC và AB tính BC, thì các em cũng ghi là áp dụng gì đó, Pythagore đó. Chúng ta có là BC bình phương sẽ bằng là AB bình cộng AC bình. Ở đây AB bình phương ta là bằng 20 bình phương cộng 21 bình phương. Thì cái này là sẽ bằng cái gì nè? 20 bình cộng 21 bình. 841 là bằng 29 bình phương đúng không? Suy ra BC sẽ bằng căn 2 của 841 sẽ bằng là 29 cm. Câu C, chúng ta ghi áp dụng gì đó, Pythagore trong tam giác vuông rồi đó. Ở đây chúng ta có là AB bằng AC bằng 6 đó. Thì chúng ta cũng đi tính BC bình. Cái này quá dễ đúng không em? AC bình phương 6 bình cộng 6 bình đó. 36 bằng 72. Được chưa? Suy ra BC bằng căn bậc 2 của 72 sẽ bằng ở đây là 6 căn 2 của 2. Xong. Đó. Bấm nữa. 36 nhân 2. cm ha. Ta xong bài số 1 rồi em. Các em hiểu cách trình bày chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 2. Ở đây là nãy làm ta áp dụng thuận này, bây giờ đảo này. Xem thử là độ dài ba cạnh nào tam giác vuông thì các em cứ nhớ là bình phương lên. Nếu nó bằng thì nó là tam giác vuông, mà nó khác thì nó không phải là tam giác vuông. Bây giờ câu A này. Ta ghi đây ta có cạnh lớn nhất là đây. Làm ta có 37 bình phương. Ở đây 12 bình cộng 35 bình phương sẽ bằng, tính ra 37 bình phương sẽ bằng 1369 nha. Lấy hai thằng này cộng lại một ba sáu chín.
Như vậy nó có bằng không? Nên từ đây chúng ta suy ra là 37 bình phương sẽ bằng là 12 bình phương cộng 35 bình phương. Vậy ta kết luận vậy. Độ dài 3 cạnh 12 cm, 35 cm và 37 cm là độ dài 3 cạnh của tam giác vuông. Vậy thôi. Ta cái cách làm và cách trình bày chúng ta là như vậy nha. Tương tự như vậy ở câu B. Thì chúng ta lấy 10 bình phương và đây 7 bình phương cộng 8 bình phương. Ở đây là bằng 100 đúng không? Cái này là bằng bao nhiêu? 49 cộng 64 sẽ bằng 113. Vì ở đây là 100, nó khác 113 nên từ đây chúng ta suy ra 10 bình phương nó sẽ khác với 7 bình phương cộng 8 bình phương. Nếu nó bằng ấy thì nó sẽ là tam giác vuông, nhưng mà nếu nó không bằng thì nó sẽ là không phải là tam giác vuông. Vậy độ dài 3 cạnh gì đó ha. 3 cạnh ở đây là 10 cm, 7 cm và 8 cm. Nó có phải không? Kem ghi là không phải là độ dài 3 cạnh của tam giác vuông. Câu C. Các em hiểu cách trình bày chưa? Câu C bây giờ chúng ta xem nào. 11. Ta có 11 bình phương 6 bình cộng 7 bình. Đây là 121 đúng không? 6 bình cộng 7 bình 85 à? Vì 121 nó khác với 85. Từ đây chúng ta suy ra 11 bình phương nó sẽ khác với 6 bình cộng 7 bình. Chúng ta kết luận tương tự giống như phía trên. Nhìn thầy. Được chưa? Phía trên thầy kết luận rồi. Lấy câu đó chúng ta kết luận thôi. Vậy độ dài 3 cạnh 11 cm, 6 cm, 7 cm không phải là, không phải nhé. Chỉ có câu A là phải thôi. Còn câu B, câu C là không phải. Tại vì nó khác chứ nó không bằng. Em đã hiểu chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu số 3 nha. Câu số 3. Vậy này các em à. Cho tam giác vuông cong, vuông vừa cong nghĩa là nó sẽ có một góc vuông và hai cạnh bên nó sẽ bằng nhau á. Có độ dài cạnh vuông bằng 1 dm tính độ dài cạnh huyền. Cái này quá dễ ha. Ta hình dung như đây. Đây. Vuông cong. Các em có thể dùng thước được em vẽ nha, cho thầy vẽ nhanh. Thì đây là 1 và đây là 1 dm. Ở đây chúng ta sẽ có là giả sử, ở đây chúng ta ghi là giả sử cái tam giác ABC vuông cong tại A. Thì từ đây chúng ta suy ra AB sẽ bằng AC sẽ bằng 1 dm. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái định lý Pythagore. Định lý Pythagore trong cái tam giác ABC vuông tại A có theo Pythagore thì bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương cạnh góc vuông. Ở đây sẽ bằng là mấy? Bằng 2 đúng không? Từ đây chúng ta suy ra BC này sẽ bằng căn bậc 2 của 2 dm. Vậy ta kết luận vậy. Độ dài cạnh huyền là căn bậc 2 của 2 dm. Xong. Đấy ta. Các em hiểu chưa nào? Đó. Ok. Nha. Ta sẽ đi sang cái bài tiếp theo, bài số 4 nha.
cho một tam giác đều cạnh A. Tam giác đều cạnh A, chúng ta vẽ ra. Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Đây A và đây cũng là A, dù chúng ta gọi nó là ABC đi. Được chưa? Tính độ dài đường cao của tam giác, độ dài đường cao như chúng ta hạ xuống ở đây đường cao là AH. Vuông góc. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính HB và HC. H này chính là trung điểm. Chúng ta có là câu A này. Vì cái tam giác ABC đều nên từ đấy chúng ta suy ra AH vuông góc với BC. Đúng không? AH chỉ vuông góc với BC thì AH này chính là đường trung tuyến. Suy ra AH là đường trung tuyến của BC. Từ đây chúng ta suy ra H là trung điểm của BC. Và H này trung điểm thì từ đây chúng ta cũng suy ra HB sẽ bằng HC và cũng sẽ bằng 1/2 BC, nghĩa là bằng 1/2 A. Tại vì cạnh nó là cạnh A này, hay nói cách khác là đây bằng A trên 2 này. Được chưa? Thì bây giờ cái anh này là bằng A trên 2, anh này bằng A trên 2 thì chúng ta áp dụng định lý Pythagore vào trong tam giác AHB đi, vuông tại H thì chúng ta sẽ tính ra được AH. Áp dụng định lý Pythagore vào cái tam giác AHB vuông tại H, ta có vuông tại H thì AB này sẽ là cạnh huyền. Như vậy AB bình phương, đúng không? Sẽ bằng AH bình phương cộng cho HB bình phương. Được chưa? Mục đích ta đi tính là tính AH, suy ra AH bình phương sẽ bằng AB bình phương trừ cho HB bình phương. AB của chúng ta là bằng cạnh là A bình trừ ở đây, đây HB này bằng A phần 2 tất cả bình, nên ta có AH bình sẽ bằng ở đây là A bình trừ đây cho A bình trên mấy, trên 4. Ta quy đồng lên lấy 4 nhân A bình là 4 A bình trừ A bình thì đây sẽ ra được là 3 A bình phương 4. Suy ra AH này sẽ bằng căn bậc 2 của 3 phần 4 A bình phương. Như vậy A bình phương là ra A, ở đây căn 2 của 3, 4 là thành 2. Em hiểu chưa? Vậy đường cao của tam giác đều cạnh A là căn bậc 2 của 3 trên 2A. Hiểu chưa? Còn tính diện tích tam giác đó theo A, diện tích tam giác rất là dễ luôn. Như vậy câu B, diện tích của tam giác ABC sẽ bằng 1/2 nhân đường cao của ta là AH và nhân cạnh tương ứng của nó là BC. Như vậy đây sẽ bằng 1/2 nhân căn 2 của 3 trên 2 nhân A và nhân ở đây cho A. Thì S của tam giác ABC sẽ bằng căn 2 của 3 trên mấy, trên 4 nhân ở đây cho A bình phương cm vuông. Theo đơn vị diện tích đi, tại vì ở đây đơn vị diện tích kia người ta không có cho cm. Rồi ta vẽ hình ra. Câu A các em, câu A hơi dài ha, dài nhưng nó hay. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số 5 nha. Được chưa? Rồi sang câu số 5. Hình 9 mô tả một thang gỗ ở đây là dài 2,6, trên hình này có này. Khoảng cách từ điểm
thanh gỗ chạm vào tường đến mặt đất là bao nhiêu. Người ông ta đi tính cái này, ta gọi đây là x đi, ta áp dụng Pythagore vô trong đây là sao, đúng vuông tại đây này, nghĩa là ở đây chúng ta cần đi tính thằng này là đi tính cạnh góc vuông này. Ta ghi đây là bài số 5 này, gọi x là cái khoảng cách đây, ta gọi x là cái này này, khoảng cách cho tới ở đây là mặt đất đây, em ghi câu này vô vậy nha. Sau đó ta ghi áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông ta có như vậy. Đây là bình phương cạnh hiền, là các em sẽ lấy 2,6 bình phương cộng cho 1 bình phương, và đây cộng cho x bình phương, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra x bằng 2,6 bình phương trừ cho 1 bình phương, ở đây sẽ bằng 2,6 bình phương trừ cho 1 bình phương 5,76. Từ đây ta suy ra x sẽ bằng căn bậc 2 của 5,76. Bằng 2,4 này, bằng 2,4 này. Vậy em kết luận là vậy cái khoảng cách gì đó tới mặt đất là 2,4 mét. Xong, các em hiểu chưa? Rồi ta đi sang phần tiếp theo các em nha. Ta sang phần tiếp theo. Như đây, hình 10 mô tả mặt cắt của một sân khấu ở ngoài trời, một mái che chiều cao 7 m, khung phía sau 6 m, chiều dài. Ở đây người ta hỏi này, cái chiều dài của mái che sân khấu đó là bao nhiêu mét? Người ta đi tính cái thằng này. Để đi tính thằng này á, chúng ta nên vẽ ra, vẽ không? Khỏi cần vẽ cũng được. Ở đây chúng ta sẽ dùng thước đặt vẽ một từ điển này, ta hạ đường cao xuống. Đây nha, hạ đường cao vuông ở đây này. Như vậy thì ở đây 5, thì thằng này sẽ là 5. Ta đặt ở đây là A đi, B, C, D, ở đây là H đây nha. Nhưng mà khi chúng ta hạ đường cao ấy, thì ta ghi ở đây này, chúng ta ghi là hạ cái đường cao CH vuông góc với lại AD này tại H này. Từ đây ta suy ra là ABCH là hình chữ nhật này, đúng không? Hình chữ nhật, nó là hình chữ nhật nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được là gì? CH sẽ bằng với AB là bằng 5 m. Cái đoạn HA sẽ bằng CB sẽ bằng 6 m. Bây giờ để tính được cái thằng này á, thì chúng ta đã có CH rồi, bây giờ chúng ta cần tính DH này. Có DH rồi, chúng ta áp dụng Pythagore trong tam giác nhỏ này là sẽ ra này. Chúng ta có, vì là để tính DH thì chúng ta có AD sẽ bằng AH cộng cho DH. Từ đây thầy suy ra DH, đúng không? AD thì sẽ bằng là AH cộng cho HD. Để tính DH thì em lấy đoạn tổng là HD trừ cho AH. Chỉ bằng 7 trừ mấy? 7 trừ 6 là bằng 1 m. Như vậy thằng này bằng 1 m. Rồi ra rồi đó. Chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore
vào tam giác CHD vuông tại H. Có vuông tại H thì DC này sẽ là cạnh huyền, nghĩa là DC bình phương sẽ bằng là CH bình phương cộng cho HD bình phương. Như vậy chúng ta có hết rồi. CH đây chúng ta bằng 5 bình phương cộng đây cho 1 bình phương thì sẽ bằng ở đây là 26 thôi. Suy ra DC này sẽ bằng là căn bậc 2 của 26 sẽ gần bằng ở đây. Tại vì cái thằng này nó không chẳng nghe. năm phẩy một mét. Vậy ta kết luận ở đây là ở đây chiều dài của máy chia sân khấu đó, chiều dài máy chia sân khấu đó là 5,1 mét, được chưa? Chúng ta sẽ ký vẽ lại và ký hiệu như hình cho thầy nha. Rồi chúng ta mới làm ra. Chứ không phải đùng đùng ra cái chỗ CD đó, không phải đâu. Được chưa nào? Ta nhớ ký hiệu A, B, C, D, đây là H em nha. Vẽ giống như thầy vậy. Rồi làm ra là xong. Chúng ta đọc thầy cái mục em có biết. Em có thể chưa biết. Vậy thôi, trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 2 ở trong chương 5 này, đó chính là phần tứ giác em nha. Chúc em học tốt, bye bye, ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đẹp luôn.